Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính chào các quý đạo hữu. Chúng ta đã bắt đầu tu chương trình theo an cư kết hạ của chư tăng. Chúng ta tu tập thời gian là 3 tháng. Kính thưa các quý đạo hữu, chương trình tu tập này có chủ đề là Pháp Lục Hòa. Pháp Lục Hòa là pháp mà mang tới an lạc hạnh phúc cho chúng sinh. Những người xuất gia như chư tăng chư ni thì pháp lục hòa là pháp phải thành, tức là phải thành tựu được pháp lục hòa thì mới có thể chứng quả vị giải thoát được. Bởi vì không hòa hợp thì còn phiền não. Hòa hợp hết rồi thì mới không phiền não. Không hòa hợp thì còn bản ngã. Cho nên nếu giải thoát thì phải đắc được pháp lục hòa. Thế và pháp lục hòa thì đối với người cư sĩ tại gia chúng ta thì tu tập, nếu như thành tựu được giới của người cư sĩ tại gia, thành tựu được chi phần chánh kiến dành cho người tại gia thì phải hòa hợp được. Nếu ai không hòa hợp được thì không thành tựu giới của người tại gia, cũng không thành tựu được chánh kiến những phần mà dành cho người cư sĩ tại gia. Thưa quý đạo hữu ạ, bởi vì nếu anh không lục hòa được với đời sống cư sĩ tại gia, với những người tu tập trong hội chúng Phật tử, thì không thể nào mà đắc quả thánh được. Không thể nào là diệt trừ được những cái phần phiền não của những quả vị thấp nhất được, đó là tu đà hoàn được. Cho nên pháp lục hòa là pháp tối yếu quan trọng cần phải thành đối với cư sĩ tại gia cũng như là tu sĩ xuất gia. Cho nên trong quy tăng, quy y tăng thống lý đại chúng, hoặc là hòa hợp đại chúng. Thống lý đại chúng thì cũng phải hòa, mà hòa hợp đại chúng thì cũng phải hòa. Đó. Thế thì pháp lục hòa mà thành thì sẽ được an vui, các đạo hữu ạ. Bởi vì nếu chúng ta không lục hòa thì chúng ta sẽ phiền não, mà không phiền não thì sẽ lục hòa thôi. Chúng ta tu tập trong Phật Pháp thì chúng ta lấy cái gì để đo mình khi chúng ta sống với đại chúng? Chính là pháp lục hòa. Pháp lục hòa sẽ xác định được mức độ tiến đạo của chúng ta. Nếu như chúng ta hàng ngày thực hành được lục hòa, càng ngày thực hành được càng nhiều, thì chính là tâm chúng ta đã thuận pháp, thuận theo pháp, tăng trưởng theo pháp, các đạo hữu ạ. Vì thế cho nên đối với pháp lục hòa, chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ về cách tu, về lợi ích thì chúng ta mới có thể tiến được. Câu lạc bộ Cúc Vàng của chúng ta là câu lạc bộ tập tu lục hòa. Trong thời gian qua thì các quý đạo hữu đã được sư phụ giảng rất nhiều về lục hòa, và tâm chiếu hồng quán cũng theo đó mà trạch rất nhiều về lục hòa, và cũng hướng dẫn sách tấn các quý đạo hữu thực hành pháp lục hòa trong đạo tràng, trong câu lạc bộ, để cho chúng ta được hiểu sâu hơn, chuyên tâm hơn. Thì trong mùa an cư kết hạ của chư tăng năm nay, Phật tử chúng ta sẽ theo đó mà tu tập chuyên sâu về pháp lục hòa, để cho chúng ta hiểu rồi chúng ta thực hành, mong rằng chúng ta tinh tấn thực hành để diệt trừ các phiền não và thăng tiến hơn trên con đường đạo theo duyên của mỗi người. Bài kinh đầu tiên của năm nay chúng ta tụng đọc đó là bài kinh Lợi ích khi vâng lời bậc hiền trí thực hành hòa hợp đoàn kết. Bài kinh này là bài kinh nói về tiền thân của Đức Phật. Khi Ngài làm Bồ Tát, Ngài đã hướng dẫn cho chúng sinh có hữu duyên với Ngài tu tập hướng tâm theo pháp hòa hợp.
Tâm Chiếu Hoàn Quán xin đọc văn kinh. Bài kinh này thì được trích soạn từ kinh Chuyện Luật Cây Rừng do Hòa Thượng Thích Minh Châu Việt dịch, xem tại Đại Tạng Kinh Việt Nam, kinh Tiểu Bộ tập 4, nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, trang 474-477, nội dung như sau. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, lúc bấy giờ bậc đạo sư gọi các bà con lại và nói với vua: Thưa đại vương, các bà con cần phải đối xử với nhau hòa hợp và hoan hỷ. Khi các bà con hòa hợp đoàn kết, kẻ thù không tìm được cơ hội để phá hoại. Kính thưa các quý đạo hữu, điều này thì chúng ta là những người con dân Việt Nam, chúng ta đã được chứng kiến qua lịch sử chống giặc của nhiều đời vua, cũng như là cái cuộc kháng chiến lịch sử mà Bác Hồ của chúng ta đã gương cao ngọn cờ để giải phóng dân tộc. Lúc bấy giờ Bác Hồ của chúng ta ra đi tìm đường cứu nước là hai bàn tay trắng, không có một cái gì cả. Thế thì với tinh thần đoàn kết dân tộc mà Bác đã khơi dậy cho tất cả nhân dân, thì chúng ta đã có được ngày hôm nay sống trong hòa bình, thoát khỏi cảnh nô lệ. Thế cho nên lời nói của Đức Phật là chân thật, là nếu như bà con đối xử với nhau hòa hợp và hoan hỷ, khi các bà con hòa hợp đoàn kết, kẻ thù không tìm được cơ hội để phá hoại. Thế đã không phá hoại được lại còn chiến thắng được bao nhiêu là những cái đế quốc rất là hùng mạnh thời bấy giờ. Hai Tâm Chiếu Hoàn Quán xin đọc tiếp văn kinh. Không phải chỉ riêng loài người mới cần phải đoàn kết, mà các loài vật vô tri cũng cần phải hòa hợp đoàn kết. Các loài vật vô tri tức là các cái loài vật không có tình thức. Mỗi chúng sinh có tình thức, đó là những chúng sinh mà ví dụ người này, súc sinh này, trời này, tức là nói về các chúng hữu tình. Còn các chúng vô tri thì là những chúng mà không có tình thức. Tâm Chiếu Hoàn Quán xin đọc tiếp. Thuở trước, trong dãy Hy Mã Lạp Sơn, một ngọn gió thổi qua rừng cây Sa La. Tuy thế, vì các cây, lùm cây, bụi cây, dây neo của khu rừng ấy cột chặt với nhau, nên cơn gió không thể ngã một cây nào, chỉ thổi lướt qua trên đầu cây thôi. Nhưng trong sân có một cây Sa La rất lớn đứng một mình, đầy đủ cành cây, thân cây, nhưng không cột chặt với các cây khác, nên gió thổi bật gốc ngã xuống đất. Vì lý do này, các vị cần phải sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau. Kính thưa các quý đạo hữu, chúng ta thấy trí tuệ của Đức Phật khi Ngài còn làm Bồ Tát. Ngài chỉ nhìn vào chỗ rừng cây thôi, mà Ngài biết rằng là phải có sống hòa hợp, phải có sống đoàn kết thì mới vững mạnh được. Đó. Thì kính thưa quý đạo hữu, ở trên rừng ấy, khi mà các cây nó mọc vào nhau ấy, thì nó thường có những cái cây dây neo ấy, nó quấn từ chỗ này đến chỗ kia. Đôi khi chúng ta đi ở bên dưới mà trời bên trên bão ở bên dưới không hề có cảm nhận về gió nó thổi ở bên dưới đâu, nó rất là kín. Đó. Cả một khu rừng nó dâm vì là các cái cây neo ấy nó mọc chằng chịt vào đấy, cho nên thực sự là những cái khu rừng rậm nó ít khi xảy ra những cái chuyện cây cối nó bị bật gốc lắm, do gió bão lắm. Và ở đây thì Ngài cũng nói rằng có một cây Sa La mọc ở trong sân, tức là ở chỗ nhà dân ấy, ở gia đình ấy, thì do nó mọc một mình cho nên là khi gặp những cái trận bão gió quá to thì nó sẽ bị bật gốc cây lên như vậy. Đấy, Tâm Chiếu Hoàn Quán xin đọc tiếp. Nói vậy xong, theo lời thỉnh cầu của các tỳ kheo, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ.
Thuở xưa, Bồ Tát sanh làm thần cây trong một rừng cây Sa La. Bồ Tát nói với các bà con. Đây là câu chuyện quá khứ của Ngài. Khi Ngài hành Bồ Tát Đạo, Ngài là vị thần cây. Và Ngài có nói với tất cả bà con quyến thuộc thần cây của mình. Đấy, nói như sau. Khi các ngươi lựa chọn trú xứ, chớ lựa chọn các cây mọc một mình ở khoảng trống. Hãy lựa chọn trú xứ chung quanh chỗ mà ta đã lựa chọn trong rừng Sa La này. Đấy, các đạo hữu thấy không? Tâm của Đức Phật từ khi Ngài hành Bồ Tát Đạo đã thường vì lợi ích chúng sinh và Ngài luôn luôn quan sát mọi việc rất là sâu, rất là chân thật. Đó, cho nên là Ngài luôn luôn thực hành sự thật là như vậy đấy. Thế và Ngài cũng rất thẳng thắn nói lên sự thật rằng hãy chọn những cái cây ở xung quanh chỗ ta thì sẽ được an toàn. Chúng ta nghe lời dạy này của Ngài quen quen. Khi Ngài vừa mới đản sinh ở cõi Ta Bà này, Ngài cũng một tay chỉ trời, một tay chỉ đất ấy, và nói rằng ta là tôn quý nhất. Đó, Ngài cũng nói lên sự thật. Đó, cái câu nói là ta là tôn quý nhất là câu nói rằng tất cả chúng sinh rồi sẽ phải nương tựa vào ta. Nương tựa vào ta sẽ được lợi ích, được hạnh phúc. Đó, chúng ta thấy từ khi mà Ngài còn hành Bồ Tát Đạo cho tới kiếp cuối cùng, Ngài cũng đều có một sự chân thật trong tâm mình phát ra là vì lợi ích của số đông. Nếu ai mà làm theo Ngài thì sẽ được lợi ích, sẽ được hạnh phúc. Đó. Tâm Chiếu Hồn Quán xin đọc tiếp. Các thần cây hiền trí làm theo lời Bồ Tát, lựa chọn trú xứ của họ quanh trú xứ của Bồ Tát. Những thần cây không có trí nói, sao chúng ta lại lựa chọn trú xứ ở trong rừng? Chúng ta hãy lựa chọn trú xứ tại chỗ có người, ngoài cửa các làng, thị trấn, kinh đô. Vì các thần cây sống gần làng, nhận được lễ vật cúng dường tối thượng và danh vọng tối thượng. Đấy nhá, hôm nay chúng ta nghe bài kinh này nữa thì chúng ta mới thấy rằng có những vị thần cây họ chọn nơi sống của họ ở những cái nơi mà gần chỗ của con người vì lòng tham, vì họ muốn có cái sự dâng cúng. Họ muốn có sự dâng cúng cho nên là họ không sợ nguy hiểm. Đấy. Không phải là vị thần cây nào chọn ở đó cũng vì lòng tham. Đương nhiên là có những vị là vì lòng tốt, vì sự hộ trì cho chúng ta. Còn những vị vì lòng tham thì họ chỉ muốn ở gần chỗ chúng ta để chúng ta phải dâng cúng cho họ. Thế cho nên chúng ta thường cúng dường cho chư thiên, chư thần, quỷ thần, vong linh tại nơi đất, đấy, trú ngụ nơi đất, nơi nhà, nơi cây cối, nơi vườn tược của chúng ta đấy. Thì họ trú ngụ ở đó. Họ mong là được mình cúng cho họ. Nếu mình không cúng cho họ mà mình động chạm vào cái chỗ ở của họ thì họ sẽ đủ cái điều kiện, đủ nhân quả để cho họ làm khổ mình. Cho nên có những gia đình có những cái cây rất là to, chặt đi cái là gia đình có chuyện, thấy không? Thế cho nên chúng ta mới khẳng định được lời Đức Phật dạy là đúng. Trên cây là có thần cây trú ngụ. Thế và đây là một kiếp mà Đức Phật chúng ta làm thần cây. Và cái câu chuyện này được Ngài kể. Tâm Chiếu Hồn Quán xin đọc tiếp văn kinh. Vì thế những thần cây ấy lựa chọn trú xứ tại con đường có người, những chỗ có cây lớn, tại các khoảng trống. Một hôm mưa to gió lớn nổi lên, những cây xưa nhất ở trong rừng có rễ ăn sâu chắc chắn đã kiên trì đứng riêng biệt trong quá khứ. Các cây ở các làng, thị trấn cũng đều bị gãy cành và thân, bị bật gốc rễ và ngã xuống. Đây chắc chắn là một trận bão rất là lớn, cho nên nó mới tai hại nhiều như thế. Tâm Chiếu Hồn Quán nhớ cái ngày mình còn nhỏ đấy.
Có một cái trận bão rất là lớn các đạo hữu ạ. Cái trận bão nó kéo dài phải gần một tuần trời. Thế mà bao nhiêu những cái cây ở ngoài đường, cây xà cừ to đấy, cây xà cừ thời xưa trồng nó không giống như cái cây xà cừ bây giờ trồng đâu. Thời xưa là người ta trồng từ bé, nó là một cây xà cừ lớn một cách tự nhiên. Thế còn bây giờ các cây thì thường là người ta lấy cây to xong người ta cưa hết cành ra. Hay xong người ta đánh bảng gốc xong người ta mang về người ta trồng, thì đương nhiên những cái cây đấy do nó bị trồng như thế cho nên là cái rễ nó không bám được sâu, được dài cho nên nó rất là dễ bật gốc. Thế còn cái thời đó mà cái cây xà cừ to lớn như vậy mà có cái trận đấy là ra ngoài đường nó đổ bao nhiêu cây liền, rất là nhiều. Cây thông ở trên rừng cũng bị đổ rất nhiều. Đó là một cái trận bão lớn ạ. Tâm Chế Hoàn Quán xin đọc tiếp văn kinh. Trái lại, khi giông tố thổi qua rừng, các cây sa la đứng thành nhóm cột chặt vào nhau. Tuy giông tố có đánh mạnh chỗ này chỗ kia, nhưng không thể làm ngã một cây nào. Các thần cây có chú xứ bị phá vỡ, không còn chỗ nương tựa. Tay bồng các con nhỏ đi đến dãy Hy Mã Lạp Sơn và kể lại nỗi đau khổ của mình cho chư thần trong rừng sa la. Đấy, kính thưa các quý đạo hữu, qua bài kinh này thì chúng ta mới thấy rằng khi mà chúng ta chặt cái cây lớn đi thì cái chúng mà chúng thần đấy nó không còn chỗ nương tựa thì đương nhiên là người ta phải làm cho mình rất là khổ. Đây ở chỗ này người ta mất chỗ ở đấy, cũng coi như giống như mình là bị mất nhà mất cửa ấy, cho nên là rất là đau khổ đấy các vị. Các vị đi và kể lại nỗi đau khổ của mình cho chư vị thần ở trong rừng Sa La. Thì đương nhiên là các vị này thì sẽ san sẻ chỗ ở cho những cái vị thần cây và con cái của các vị đang bị mất chỗ ở đấy. Tay bồng các con nhỏ đi đến dãy Hy Mã Lạp Sơn. Cho nên chúng ta khi ở trong nhà chúng ta có những cây to, có những cây mà chúng ta trồng nhiều năm ấy, thì khi chúng ta có làm gì thì chúng ta cũng xin phép họ di chuyển đi để cho mình làm xong nó, mình tỉa cây, mình bón phân, mình phun thuốc. Đấy, xong rồi thì họ cũng di chuyển về. Thì đương nhiên là cái thuốc này, là phun thuốc này thì đối với họ thì có những loài thì ảnh hưởng, có những loài không ảnh hưởng đâu. Bởi vì là cái mùi vị của chúng ta không phải là mùi vị của các chúng quỷ. Ví dụ có những loài quỷ ăn phân thì họ lại không sợ phân phun lên cây, phải không? Không sợ nhé. Tâm Chế Hoàn Quán xin đọc tiếp. Những vị này báo cáo cho Bồ Tát biết sự việc. Bồ Tát nói, chính vì chúng không vâng theo lời các bậc hiền trí, đi đến chú xứ không đủ nhân duyên nên gặp phải sự tình như vậy. Rồi Bồ Tát thuyết pháp qua bài kệ: lành thay nhiều bà con, như cây xanh từ rừng, gió thổi ngã những cây, đứng một mình riêng lẻ. Đó, tức là Bồ Tát thuyết kệ như vậy để cho tất cả các chúng thần này thuộc, hiểu được, để không trú ngụ trên những cây đứng riêng lẻ một mình nữa. Đó, thế chúng ta thấy là Đức Phật của chúng ta nhiều kiếp hành Bồ Tát Đạo đều vì lợi ích cho số đông. Bồ Tát thuyết pháp như vậy và sống cho đến khi mạng chung, Bồ Tát đi theo duyên của mình. Thì kính thưa các quý đạo hữu, khi hành Bồ Tát Đạo thì mỗi kiếp sống sinh ra làm thiện cho chúng sinh là để kết duyên với chúng sinh, hướng chúng sinh vào con đường thiện. Rồi đến khi nào mà lương vào các đức Phật có thể giúp cho các chúng đó phát khởi được cái tâm Bồ Đề, tu tập theo giáo pháp của Đức Phật đó để mà giải thoát, hoặc là sẽ đến một lúc nào đó mà bậc Bồ Tát tu đủ công đức để thành chính đẳng chính giác thì tất cả những chúng hữu duyên đó đều sẽ được độ. Đó, trên khi Đức Phật của chúng ta thành tựu chánh đẳng chánh giác thì Ngài nói tất cả những chúng hữu duyên Ngài đã độ hết rồi, còn những chúng khác thì để cho đệ tử của Ngài độ.
Đó, cho nên những chúng nào có hữu duyên trực tiếp mấy ngài thì ngài đều độ hết cả. Thế còn gián tiếp thì có thể là đến các đệ tử của ngài. Tâm Chuyến Quán xin đọc tiếp văn kinh. Bậc đạo sư nói: "Như vậy, thưa đại vương, các bà con cần sống với nhau trong hòa hợp, hòa thuận, hoan hỷ, ái kính nhau." Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau: chư thần là hội chúng của Đức Phật, còn vị thần hiền trí là ta vậy. Đó. Ở đây chúng ta học một nhân duyên nữa, đây là quán nhân duyên. Khi mà chúng ta được ai đó bao bọc che chở cho chúng ta nương theo cái vị đó để được che chở, thì sau này mình sẽ trở thành hội chúng của cái vị đó. Vì vậy, nếu như trong tất cả các ác pháp mà mình cần ai đó giúp cho mình để mình hoàn thành được, thành tựu được việc ác, thì sau này mình sẽ gặp lại cái người giúp cho mình ấy trong các việc ác, tức là họ làm ác, họ sai sử mình làm ác và mình làm ác. Nên ở đây là Đức Phật là bậc hiền trí trong tiền kiếp, thì những vị thần cây nghe theo lời của ngài được lợi ích mà hoan hỷ. Cho nên đến lúc ngài thành Phật thì tất cả các chúng hội thần cây đó đều trở thành đệ tử, thành chúng hội của Đức Phật. Đấy là điều lợi ích, các quý đạo hữu ạ. Cho nên tại sao khi chúng ta tu ấy, thì chúng ta thường là có cái mong cầu là cho con gặp được bậc minh sư để cho con được nghe pháp, được thực hành, con được lợi ích. Đó, trên chúng ta tu học chúng ta có những cái phát nguyện rất là chính đáng. Thì kính thưa các quý đạo hữu, trong bài kinh này thì Đức Phật có nói đến một cái duyên mà khiến cho những cái vị thần cây kia chịu phải cái sự khổ, đó là không vâng theo lời các bậc hiền trí. Thế thì các bậc hiền trí là những bậc như thế nào? Những bậc hiền trí là những bậc thông minh, nhân hậu, biết hướng thiện cho mọi người, đã tự mình thiện rồi lại biết hướng thiện cho mọi người, biết vì lợi ích của số đông, biết hy sinh mình cho số đông, và họ luôn luôn sống hướng tới đạo lý thanh cao. Đấy, những người người ta sống có nhân nghĩa lắm, thông minh, nhân nghĩa. Nó khác với những người hiền lành mà không thông minh, hiền lành khác. Đây thì thông minh, luôn luôn làm được những cái việc đúng, việc tốt, luôn luôn nghĩ ra, luôn luôn hướng cho chúng làm tất cả việc thiện, việc tốt. Ở trong kinh Phật ấy, có một bài kinh tên là Hiền Trí, cũng nói về tiền thân của Đức Phật, tên này Thái Tử Hiền Trí. Ngài đúng là một bậc thông minh, nhân hậu, giữ trọn chữ hiếu và biết hy sinh cho cả một đất nước. Rất là hay, câu chuyện rất hay. Thế cho nên ở đây Đức Phật có dạy chúng ta là do không biết vâng theo lời các bậc hiền trí cho nên đi đến cái chỗ đau khổ như vậy. Thế thì người đệ tử Phật của chúng ta, đó như Tâm Chuyến Quán nói ở trên ấy, chúng ta phải gặp được bậc minh sư là những người sống thiện, sống có pháp, tự mình thực hành pháp, rồi lại hướng dẫn pháp cho mình thực hành, thì chúng ta sẽ nhận là bậc hiền trí. Đó, người đã giúp cho chúng ta thâm nhập được Phật Pháp,
tinh tấn được trong Phật Pháp. Thì như vậy thì cái nhân duyên mà chúng ta được kết duyên ấy, mà chúng ta trong câu lạc bộ chúng ta hay nói là kết duyên pháp nữ, kết duyên bồ đề với nhau ấy. Đương nhiên là duyên bồ đề phải là duyên lớn nhất rồi. Không có duyên nào lớn hơn được cái duyên đó nữa rồi. Vì đời đời kiếp kiếp chúng ta gặp nhau thì đều trong cái duyên mà tu hành cầu thánh đạo. Thì những người đã tu hành cầu thánh đạo thì đều đem lại lợi ích cho mình. Đấy, đem lại cái lợi ích cho chúng ta. Đó. Thế ở trong kiếp này chúng ta cũng thế. Chúng ta đến với Phật Pháp và chúng ta đã gặp được những bậc hiền trí giúp cho chúng ta giác ngộ Phật Pháp, hướng cho chúng ta bỏ ác làm lành, hướng cho chúng ta thực tập được các pháp giải thoát và giúp cho chúng ta giác ngộ để chúng ta đi đến chỗ được an lành. Đấy, nếu chúng ta không gặp Phật Pháp thì đâu có được an lành thế này. Và các quý đạo hữu, cho nên là ở trong bài kinh này chúng ta phải tự chọn cho mình cái gì? Chọn cho mình bậc hiền trí. Nhưng khi gặp bậc hiền trí rồi thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải vâng theo lời. Đấy, cái này là cái vô cùng quan trọng này. Có những người gặp được thầy dạy mình rồi, rất giỏi rồi. Thế nhưng mà chúng ta không nghe đâu, chỉ nghe phần nào thôi. Còn phần nào sẽ tự chúng ta nghe ra chúng ta thôi. Phải không? Không phải dễ gì mà nghe từ đầu đến cuối đâu. Thiện căn nó ít ỏi. Cho nên có những người gặp Phật rồi đấy, là bậc gọi trí tuệ rồi đấy, mà có nghe Phật đâu. Như là Đề Bà Đạt Đa đấy. Như Đức Phật có một người đệ tử đó là chính ông Sa Lạc đấy. Mà khi Đức Phật nhập diệt rồi còn chưa độ được cho Sa Lạc cơ mà. Không độ cho Sa Lạc bởi vì ông kiêu mạn. Ông ấy kiêu mạn vì là hồi xưa ông đã từng sống, từng chơi với Thái tử Tất Đạt Đa rồi. Xong lại đưa Thái tử Tất Đạt Đa đi xuất gia. Cho nên là cái tâm của ông ấy, nó tuy rằng không ác hại Đức Phật, thế nhưng mà chắc chắn là cái tâm tôn kính nó không được nhiều. Nếu tôn kính thì đã vâng lời, phải không? Thường có tôn kính thì có vâng lời, chưa tôn kính thì không vâng lời. Chúng ta coi thường người khác thì chúng ta không vâng lời. Cho nên cái mà chúng ta coi thường bậc hiền trí thì chúng ta không bao giờ vâng lời bậc hiền trí. Mà không vâng lời bậc hiền trí thì đi đến đau khổ. Cho nên không phải ai gặp Đức Phật cũng đều là những người có phước duyên tốt lành đâu. Vì họ chỉ gặp thôi mà họ biết đây là bậc hiền trí nhưng họ cũng không vâng lời vì cái bản ngã của họ lớn quá. Cái tôi lớn quá, cái ác nghiệp của họ lớn quá, họ không vâng lời. Đấy, quan trọng là vâng lời này. Tâm chiếu hoàn quán xin kể lại câu chuyện của chính mình. Chính tâm chiếu hoàn quán đã kể rất nhiều lần rồi. Vì sao tâm chiếu hoàn quán kể nhiều? Kể nhiều để cho tất cả các đạo hữu hiểu được rằng tâm chiếu hoàn quán đã từ sự phát nguyện này, phát nguyện vâng lời này mà tiến tu. Ngày hôm nay của tâm chiếu hoàn quán có được là do chính lời phát nguyện này. Lúc mà tâm chiếu hoàn quán đi tìm thầy học đạo thì tất cả rất là nhiều thầy. Lào là các thầy ở bên hệ phái Nguyên Thủy cũng có, các thầy Đại Thừa cũng có, Mật Tông cũng có, rất là đông. Vì lúc bấy giờ lại còn niệm Phật cũng có, gọi là tịnh độ đấy, tất cả đều có. Và cái gì tâm chiếu hoàn quán cũng thực hành và nó không đi đến đâu cả. Cho nên tâm chiếu hoàn quán đã kể cho các quý đạo hữu đấy, mấy ngày đêm ròng rã, tâm chiếu hoàn quán lúc bấy giờ là rất là khổ, khổ não vô cùng. Tâm chiếu hoàn quán khổ não và bạch Phật rằng là con không cầu cái gì cả, không cầu tài sản, không cầu hạnh phúc gia đình, không cầu bất cứ một cái gì. Con chỉ cầu làm sao con gặp được một người mà có thể giúp cho con tu hành. Con chỉ cầu như vậy thôi. Và nếu mà con gặp được rồi thì con vâng lời không trái ý. Đấy. Không phải là mình gặp được mà dễ đâu các quý đạo hữu ạ. Mà mình gặp được rồi mà mình trụ ở đó mà tu tập để tiến đạo không phải dễ, nó phải có hạnh. Đã có mong nguyện thì phải có hạnh. Có mong nguyện không có hạnh thì không thành. Mình mong được gặp được một vị thầy, một người dẫn đường cho mình thì mình phải vâng lời.
vị thầy đó, tại vì trò mà không vâng lời thầy thì chắc chắn là không có trò giỏi. Tâm trí ẩn quán xác định điều đó, bởi vì cái lúc tâm trí ẩn quán đi học phổ thông cũng thế. Rất chăm chỉ, không bao giờ có chuyện nói chuyện riêng trong lớp, cho nên cái hạnh làm trò tâm trí ẩn quán đã biết. Đã đi học, là học tử tế, vâng lời thầy cô giáo đàng hoàng, không trốn học, không nói chuyện riêng, làm bài tập đầy đủ, chăm học. Đó, theo hết cái khả năng của mình, người trò phải như vậy. Thế và cái mà đức làm trò của tâm trí ẩn quán, nó đã dẫn đường cho tâm trí ẩn quán để bạch Phật phát nguyện như vậy. Bây giờ con bạch Phật, Phật cho con tìm được cái người thầy mà sẽ thành tựu được cho con. Khi con tìm được rồi thì con vâng lời không trái ý, nhất tâm theo để mà học. Vì cái tâm kính thầy mà gặp lại thầy. Tâm kính thì sẽ gặp lại thôi. Kính thầy sẽ gặp lại thầy. Kính người mà đã giác ngộ cho mình, kính người mà đã dạy mình thì mình sẽ gặp lại. Thế thì cái quan trọng là chúng ta gặp được bậc hiền trí rồi, những người đã giúp cho chúng ta rồi thì chúng ta có vâng lời hay không? Chứ nếu như chúng ta không vâng lời thì đôi khi đã không có lợi ích, lại còn gặp phải những điều không tốt. Giống như các cái vị thần cây không nghe lời này, thì đi đến chỗ nó không đủ duyên khiến cho mình được an lành. Đó, thế trong bài kinh này chúng ta thấy rằng cái sự vâng lời này là vô cùng quan trọng. Mà cuộc đời của tâm chiếu hoàn quán đến ngày hôm nay khẳng định trong thời gian tu tập là hoàn toàn ở trong hạnh vâng lời. Không có một mảy niệm nào mà không vâng lời. Cho nên tâm chiếu hoàn quán đối với tâm kính thì nó không bao giờ bị tăng, bị giảm cả. Vẫn kính như thế, không tăng, không giảm. Không vì khen mà kính, không vì chê mà bất kính. Không vì sự dạy dỗ nặng nhẹ mà bất kính, không có. Đã là dạy thì dạy ở thể nào cũng là người đem lại lợi ích cho mình lớn nhất. Người vì mình mới dạy mình. Đã là thầy mà, các bậc hiền trí, họ vì mình mà dạy mình, không phải họ vì họ mà dạy mình. Chúng ta phải giác ngộ điều này thì chúng ta mới vâng lời được. Có những người cũng nhận làm đệ tử, nhưng chữ kính không hề biết thế nào. Chỉ biết làm những cái điều bất thiện là phục vụ theo ý mình thì mình nghe, trái ý mình thì mình không nghe. Ác nghiệp sâu dày, không biết làm đệ tử, chẳng biết hạnh làm trò, không biết hạnh làm con, không biết một cái gì, vô minh, tăm tối, ngã mạn, ngu si, tự mình làm khổ mình. Những người như vậy có gặp được bậc hiền trí cũng vô tác dụng, không có tác dụng gì. Cho nên khi gặp bậc hiền trí thì phải biết vâng lời. Đây là cái gốc để đem lại sự thành tựu cho tất cả chúng ta. Chúng ta mà gặp bậc hiền trí mà không vâng lời thì chúng ta không được lợi ích. Cũng như những người học sinh mà gặp được thầy cô giáo giỏi cũng không vâng lời để đi học, để làm bài thì đâu có lợi ích gì. Phải không? Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải biết vâng lời. Cái hạnh vâng lời này là vô cùng quan trọng. Như là thời Đức Phật ấy, có những vị tỳ kheo mà chúng ta được đọc đấy, các vị tỳ kheo nghe thấy Phật dạy một cái, thế là nấy lời dạy của Đức Phật, đi tu tập, không có trái, rồi các ngài thành thánh. Mà toàn là như vậy cả đấy, chứ không phải là có đâu. Không phải có vị tỳ kheo, mà tất cả tỳ kheo đã chứng thánh quả thì đều là trong hạnh vâng lời. Không có ai cãi lời Đức Phật mà có thể thành thánh được. Phải không? Đó. Đó là một điều mà tất nhiên phải như vậy. Không ai cãi thầy mà có thể làm thầy được, khi chúng ta đã gặp đúng bậc hiền trí rồi. Đó, thế còn những người nào mà những người không phải hiền trí, là những người khiến cho chúng ta làm những việc sai trái, làm những cái việc nó không đúng đạo lý, không phải là thiện, thì những cái người đấy không phải là người hiền trí. Nhá. Bây giờ chúng ta sang những đề mục quán của chúng ta trong 2 ngày. Thì kính thưa các quý đạo hữu,
chúng ta là những người đang tập tu, các quý đạo hữu là những người cũng đang tập tu, thì tâm chiếu hoàn quán cũng chia sẻ để cho các quý đạo hữu có những cái lập trình tư duy nó thành thói quen. Khi chúng ta tư duy nó thành thói quen thì cái tư duy đó nó sẽ trở thành của chúng ta. Nếu mà đọc một bài kinh như thế này để cho các quý đạo hữu tự mình quán chiếu thì không biết được tuần tự của việc quán chiếu. Nếu như chúng ta có tuần tự của sự quán chiếu thì nó gọi là tăng thượng trí. Chúng ta phải quán chiếu theo chiều tăng thượng trí. Còn nếu chúng ta không biết quán chiếu thì chúng ta đôi khi chúng ta quán chiếu là lúc thì thế này, lúc thì thế kia, nó không theo một cái chiều tăng thượng của tâm, không theo một cái chiều tăng thượng của trí, thì chúng ta sẽ không huân tập cho chúng ta cái cách tư duy tốt đẹp như vậy được, không thành tựu cho chúng ta được. Cho nên cái gì làm nhiều nó cũng thành thói quen. Thế thì thói quen tư duy là một thói quen vô cùng quan trọng. Trong ba môn học văn, tư, tu thì cái tư duy này vô cùng quan trọng. Văn tức là chúng ta đọc kinh này này, đọc kinh, nghe bài kinh. Nhưng cái tư duy của chúng ta, chúng ta có tư duy được thì chúng ta mới thực hành được. Văn là nghe, nghe kinh, đọc kinh là văn. Tư là chúng ta tư duy về cái bài kinh đó, chúng ta gọi là trạch pháp đấy. Tư duy, chúng ta tư duy rồi, làm cho nó được rõ ràng rồi, thì chúng ta phải biết cái lộ trình để thực hành, tức là tu. Tu tức là gì? Là để sửa cái suy nghĩ của mình, lời nói và hành động của mình. Cho nên chúng ta phải biết cách tư duy tuần tự, thì cái thức nó sẽ ghi cái cách tư duy của chúng ta vào, và lần sau tự cái thức nó sẽ đưa cho chúng ta cái cách tư duy mà chúng ta đã học. Ví dụ tâm chiếu hoàn quán nói rằng là khi mà chúng ta cầm một vật gì đấy, chúng ta lắm bảo chúng ta cầm như này, nó cũng phải là thuần thục. Không thuần thục thì chúng ta không làm được, bởi vì chúng ta làm được hay không là do sự chỉ đạo của kiến thức. Đó, các quý đạo hữu nhé. Thế ở đây, cái chương trình tu của An Cư Kiết Hạ số 1 ấy, thì tâm chiếu hoàn quán có chia ra ngày hôm nay là quán bao nhiêu đề mục, ngày hôm sau là quán bao nhiêu đề mục. Thế cho nên có những người thì có thể là hết thời gian rồi, không quán được cái gì nữa rồi thì không biết làm gì. Thế là có những người thì ít thời gian của hôm nay quá thì lại quán không đủ thời gian. Cho nên tâm chiếu hoàn quán sẽ đưa chung các đề mục này và các quý đạo hữu tùy theo sức tu, sức quán của mình, để cho các quý đạo hữu có thể thực hành bao nhiêu đề mục là tùy ý mình. Thế nhưng mà ở đây thì các quý đạo hữu không phải tự mình quán chiếu nhiều đâu, chỉ cần trả lời theo những cái đề mục kia thôi. Rất là dễ cho chúng ta, để chúng ta huân tập cái cách tư duy. Đến một lúc nào đó các quý đạo hữu thuần thục rồi, thì khi đọc một bài kinh là các quý đạo hữu sẽ biết cách tư duy nhé. Hoặc là nghe trạch pháp xong, thì sau khi nghe trạch pháp thì các quý đạo hữu có thể đưa ra các đề mục quán cho mình để mình thiền quán. Thiền quán rất là quan trọng, khiến cho chúng ta mở mang được cái sự nhận biết thế giới này. Đấy, gọi là nhìn thế giới này, nhìn con người, sự vật và nhìn chính tâm mình bằng pháp. Và chúng ta có biết cách nhìn thì chúng ta mới biết cách mà phân biệt đúng sai. Đúng sai là đúng sai đối với chân lý, đối với nhân quả. Thì chúng ta mới biết từ bỏ các việc ác, hành các việc thiện được. Đây, tâm chiếu hoàn quán xin đọc các cái đề mục quán. Thì cứ tạm thời chia làm hai hôm. Nhưng mà các quý đạo hữu thì cứ tùy nhé. Muốn quán vào một hôm được bao nhiêu thì được. Đề mục quán đó là nội tâm hướng về hiền trí. Tức là chúng ta có bậc hiền trí ở ngay chính trong tâm chúng ta đây này. Bậc hiền trí ở bên ngoài, nhưng chúng ta có bậc hiền trí ở trong tâm chúng ta. Nếu mà trong tâm chúng ta có cái bậc hiền trí đó, thì khi gặp bậc hiền trí bên ngoài thì tâm chúng ta sẽ khế hợp được. Nhưng mà hiền trí trong tâm không có, tức là tánh thiện không có, thì gặp bên ngoài chúng ta chỉ thích những cái việc ác, những người ác thôi. Cho nên chúng ta thấy có hội chúng chuyên làm việc ác, phải không? Và hội chúng chuyên làm việc thiện, hội chúng ngu si tăm tối, và hội chúng thông minh, trí tuệ, hiền thiện. Đấy, thì cái đề mục
quán của phần 1 này, đó là nội tâm hướng và hiền trí. Chúng ta quan sát như sau. Sống tại gia đình thì chúng ta đã là người chọn cách sống đạo nghĩa, có vì lợi ích cho cha mẹ và mọi người theo đạo lý hiếu nghĩa thế gian chưa? Chúng ta xem trong tâm chúng ta, cái lúc mà chúng ta sống trong gia đình. Thứ hai là sống tại các mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp vì sự hòa hợp, an ổn của số đông hay vì lợi riêng của mình. Tức là chúng ta sống trong cái bạn bè đồng nghiệp thì chúng ta có vì sự hòa hợp, an ổn của số đông không? Hay là chúng ta vì lợi ích riêng của mình? Chúng ta sống có lý, có tình hay không? Đấy, bậc hiền trí là những bậc phải nhân nghĩa như vậy mà. Thế cho nên chúng ta xem chúng ta có điều đó hay không? Sống tại xã hội có ý thức chung không? Đã bao giờ có mong nguyện góp phần xây dựng cho cái chung được tốt đẹp chưa? Cái bậc hiền trí là bao giờ người ta cũng muốn xây dựng cho cái chung được tốt đẹp, không nghĩ đến lợi ích cá nhân mình nhiều, không ích kỷ nhiều. Từ ngày mình tu theo Phật Pháp ấy, thì tâm mình đã chuyển hóa ít hay nhiều? Có lý tưởng không? Biết buông xả, biết bao dung được bao nhiêu phần rồi? Đấy, chúng ta sẽ quán chiếu cái nội tâm của chúng ta như thế. Xem là cái bậc hiền trí ở trong mình từ trước đến nay ra sao? Rồi đến lúc biết đến Phật Pháp thì cái bậc hiền trí trong tâm chúng ta nó sinh ra được thế nào rồi? Nhá, phát triển thế nào rồi? Cái phần 2 là mình chọn nương theo bậc hiền trí, tức gọi là chọn vâng lời bậc hiền trí. Nương theo vâng lời đấy, nương theo vâng lời bậc hiền trí. Mục thứ nhất là chúng ta quán chiếu khi chúng ta trước khi biết đến Phật Pháp thì chúng ta đã có duyên kết giao với người hiền trí chưa? Thích nghe các lời khuyên về đạo lý hay lời khuyên có lợi cho mình mà làm điều ác xấu? Chúng ta xem cái giao kết của chúng ta bên ngoài xem thế nào. Chúng ta cứ quán chiếu nhiều như thế là chúng ta biết được nghiệp của mình, mà biết được nghiệp của mình chúng ta mới bắt đầu chuyển hướng được. Còn nếu chúng ta không nhận diện được về mình thì không chuyển hướng được. Người tu ấy là người phải nhận diện được về mình rồi sau đó mới thay đổi. Chứ nếu không nhận diện thì không thay đổi được. Cho nên đây là phần chúng ta nhận diện đấy. Ý tiếp là thường yêu kính, thích thân cận người hiền bậc trí hay người ác nhiều mưu đồ. Đấy, có những người mà gặp phải cái người mà nhiều mưu đồ, mưu mô đấy. Mày đi ra chỗ kia mày ăn cắp đi, đi núi này đấy, đi núi kia đi. Thì bắt đầu là yêu thích cái đấy thì bảo ông giỏi thật, ông thông minh thật. Thấy không? Đấy là cái trạng thái của người yêu thích cái người ác. Đề mục thứ hai là tư duy về nhân duyên mà Đức Phật dạy trong bài kinh, là nhân duyên nương theo vâng lời. Bậc hiền trí là Bồ Tát mà sau chư thần được là hội chúng của Đức Phật. Chúng ta trở lại bài kinh. Đề mục quán thứ ba là từ ngày biết đến Phật Pháp, nhận định về bậc hiền trí đối với mình trong hiện tại qua lợi ích Pháp mà mình được hưởng. Đấy, chúng ta thử xem bậc hiền trí của chúng ta. Chúng ta có thể là rất là nhiều bậc hiền trí xung quanh chúng ta. Đấy nhá. Đó, thì chúng ta sự tìm xem là bậc hiền trí thứ nhất, bậc hiền trí thứ hai. Phải không? Chúng ta phải tìm xem mình đã có được coi ai là bậc hiền trí chưa? Đã coi ai là bậc hiền trí của mình chưa? Để cho mình nương vào mình vâng lời chưa? Ý tiếp theo là tư duy về nhân duyên sau này của mình với bậc hiền trí mà mình chọn trong hiện tại. Anh nhé, các cái vị thần cây kia nương theo Bồ Tát là bậc hiền trí đấy, mà sau này được thành hội chúng. Thế giờ mình cũng tư duy về nhân duyên sau này của mình với bậc hiền trí mà mình chọn trong hiện tại. Nha, mình cứ tư duy thôi. Đề mục thứ tư là sám hối phát nguyện.
Chúng ta sám hối các tội lỗi đã vâng lời kẻ tham ác, xui người làm việc tham ác. Đấy, chúng ta vì biết là vâng lời những kẻ tham ác không phải bậc hiền trí thì sẽ đưa đến đau khổ. Cho nên chúng ta nhớ lại từ trước đến nay, nhớ được những gì thì chúng ta sẽ sám hối. Nhờ? Đấy, có khi là gặp phải cái người này, người ta bảo là con này phải ăn tươi, ăn sống mới ngon cơ. Thế này đi thì từ đấy mình cứ vâng lời thôi, có không? Những người có gia đình thì có điều đó đấy. Đi học những cái món ăn gì mà sát hại chúng sinh, xong rồi từ đấy trở đi mình luôn luôn làm thức ăn, mình nhớ đến cái người đấy. Tâm mình nhớ, đó là ái ái thì chúng ta gặp lại thôi. Thế và chúng ta từ trước đến nay đã làm rất là nhiều những cái việc mình vâng lời người ta. Thì bây giờ chúng ta ngồi thì chúng ta lục được ra ngay mà mình đã vâng lời những cái gì mình làm được ác. Thì chúng ta nhớ đấy, khi nhớ đấy chúng ta sám hối, chúng ta không bao giờ vâng lời họ nữa, thì tức là mình cắt nhân duyên với họ. Còn nếu như mình không có cái việc thanh lọc trong thiền như thế này thì cái nhân duyên đấy mình có thể vẫn theo họ nếu như mình chưa đắc. Đấy, đấy là nguy hiểm và đây là lợi ích của thiền nha. Ý tiếp theo của đề mục này là nguyện xin đời đời kiếp kiếp được kết duyên với bậc hiền trí, phát nguyện sẽ vâng lời bậc hiền trí cầu vô thượng bồ đề. Ý tiếp là phát nguyện theo gương Đức Phật hiện tại tinh tấn thực hành công hạnh bồ đề. Đấy, công hạnh bồ đề của các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng ấy. Còn những Phật tử nào trong câu lạc bộ Cúc Vàng mà chúng ta chưa phát nguyện bồ đề tu lục hòa thì chúng ta cũng phát nguyện là đời đời kiếp kiếp được như vậy, đều tốt cả nhé. Hệ tâm chiếu hồn quán chúc các quý đạo hữu tinh tấn trong chương trình tu tập theo 3 tháng an cư kiết hạ của chư tăng, chắc chắn rằng cái công đức của chúng ta, cái phước báo của chúng ta cũng rất là lớn khi chúng ta có giác ngộ, chúng ta có chuyển hóa tâm mình qua các buổi tu tập, các buổi tụng kinh, thiền quán. Nha, chúc các quý đạo hữu tinh tấn và an lạc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thank you.